Chào anh em nhé. Đây là nhiệt độ phòng bây giờ lúc này là 27 độ C, phòng không điều hòa, độ ẩm rất là cao. 28 độ C, độ ẩm lên 100%, phòng không điều hòa mà nhiệt độ ngoài Bắc lúc này rất là nóng. Bây giờ mình sẽ cho anh em biết là cái test thử cái con tản nhiệt nước này mà với trường hợp là có nước đá thì sao. Hôm trước mình đã quay cái trường hợp là nước bình thường, còn hôm nay là có nước đá. Thì khi mà có nước đá thì nó có sức mạnh, nó có tăng nhiều hay không? Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem để công bằng. Khi bắt đầu mình bấm giờ. Bây giờ bắt mình bấm giờ nhá. Nó là level 1 này. Level 2 này. Level 3 rồi. Thì nó phải mất một lúc để nó bơm nước làm mát cho cái con sáo lạnh này. Được 50 giây rồi. Hiển thị ở đây đang là âm 5 độ, tức là cái phần của con cái cảm biến đo nhiệt độ của con sò là âm 5 âm 7 độ, âm 5 độ, âm 9 độ rồi. Và nhiệt độ bề mặt mình đo nhá. Đó là âm 5 độ này. Tiếp tục giảm này, âm 6 này. Sau khoảng 1 phút nó phải mức âm 7 độ, âm 9 độ, âm 10 độ này, âm 11 độ này, âm 12 độ này. Nhiệt độ môi trường lúc này độ ẩm đang là 97%. Thì bắt đầu đóng băng rồi. Đã, nếu mà đổ nước đá vào thì nó đóng băng rất là kinh khủng. Âm 12 độ, âm 13 độ, âm 14 độ rồi, âm 15 độ. Nước băng thì thôi rồi, phun bề mặt luôn rồi. Đây bình nghiêng các bạn xem nhá. Âm 16 độ. Âm 17 độ. Âm 18 độ. Tiếp tục giảm nữa không? Đây các bạn nhìn này. Trắng xóa luôn, phun bề mặt luôn. Mà cái con tản này nó chỉ dưới 500 nghìn, 499 nghìn. Âm 18 độ, nếu các bạn thích lạnh các bạn chơi con tản này vừa rẻ. Thêm độ 1 nghìn đá vào bên trong thì nó siêu lạnh buốt luôn. Âm 20 độ. Rồi, nào xem phá kỷ lục nào. Âm 21 độ. Như cái mặt kem của tủ lạnh luôn. Đây là mình bắn nhá. Đây, bắn này, không các bạn phải bảo là mình. Đây đo nhiệt độ môi trường đây là 20 khu vực mặt bàn này. 29 độ này. Đấy. Âm 21 độ. Âm 22 độ. Rồi nhá, cái này khoảng về độ chế thì nhá. Mua con này âm 22 độ này. Là mình đo tiếp này. Đo nghiêng, đo thẳng, đo chéo. Nó vẫn âm 22 độ. Khu vực lạnh nhất là âm 22 độ. Âm 23 độ. Quá kinh khủng luôn. Với một con tản nhiệt nước, nước đúng nghĩa luôn. Nếu các bạn đổ nước đá vào, mà nước đá này mình đổ không nhiều đâu. Các bạn ở đầu video các bạn xem, nước đá đổ không hề nhiều. Chắc chỗ đấy chỉ khoảng 500 đồng tiền đá nếu mà mua đá bên ngoài tiệm tạp hóa. Đây mình đo lại. Đấy, kết quả ghi nhận cuối cùng là âm 24 độ nhá. Đấy. Đấy, vùng lạnh nhất âm 24 độ, các bạn có thể mình dê đến vùng lạnh nhất là âm 24 độ. Đấy, âm 24 độ đây. Và đóng đá thì khác gì ngăn đá tủ lạnh đâu. Âm 24 độ, con sò là dưới 500 nghìn. Cái mặt hiển thị đồng hồ này của nó hiển thị vẫn có vẻ không đúng, âm 9 độ, nhưng thực ra là nhiệt độ bề mặt nó lên tới âm 24 độ rồi. Không còn gì để nói nữa nhá. Sức mạnh quá kinh khủng luôn đối với một con tản nhiệt công suất chỉ 24W. Nếu mà các bạn đổ nước đá thì bạn có thể làm kem luôn. Đấy, sau khoảng 5 phút nhá. Cái trò này mình lấy luôn là 5 phút đi. Còn thực tế là nó chắc chỉ khoảng dưới 5 phút thôi là nó để đóng đá khu bề mặt. Mình nghĩ là chả còn nào lạnh như con này đâu. Nếu mà với cái mức giá là khoảng đâu đó dưới 500 nghìn thì không còn nào lạnh như con này. Rồi, để mình nói sơ qua một chút nhá về cái con tản nhiệt này. Con tản nhiệt này là con tản nhiệt F37SE. Thì mặc định khi các bạn mua nó chỉ có là một cái bộ như này thôi. Để các bạn cắm vào các bình nước. Đó, phần này là phần các cắm vào bình nước, phần này là phần bộ nguồn, có 3 level, có 3 cấp độ chỉnh làm lạnh, phần này là phần làm lạnh. Tuy nhiên là bên mình giải tiện các bạn, bên mình sẽ tặng kèm một cái bình nước di động. Bình nước di động là gì? Chúng ta có thể là kéo giãn nó ra. Đây. Kéo giãn nó ra. Đấy. Và phụ kiện đi kèm. Phụ kiện đi kèm con tản nhiệt này sẽ gồm một cái làm kèm này, dùng cho các máy Android hoặc các đời iPhone thấp.
như iPhone 11 trở xuống, một dây cáp và một miếng dán tản nhiệt, à miếng dán từ tính để các bạn có thể hít cái con tản nhiệt này vào được. Đây và mình đo lại cho các bạn xem nhá. Đấy, nó vẫn nhiệt độ âm rất là sâu. Cỡ 22 23 độ. Lên có đấy, 24 độ là không, nhiệt độ rất là sâu nhá. Đây 24 độ này. Đấy 24 độ. Nó vẫn ở ngưỡng rất là sâu. Lạnh rất là sâu, nếu các bạn cần hardcore mà các bạn không muốn độ chế mấy cái độ chế vớ vẩn kiểu tự chế nó cồng kềnh ấy, thì đây là một giải pháp cực kỳ tối ưu và rẻ tiền và gọn nhẹ, có thể mang đi mọi nơi. Khi các bạn đi chơi loại chỉ cần mang cái phần này thôi, bình nước không cần mang đi, cắm ở bất kỳ một cái cốc nước nào vừa là được. Còn các bạn bảo tản nước bây giờ nó cồng kềnh như đây, cái phần con đây là tản nước không hề cồng kềnh một tí nào luôn, tản nước di động đúng nghĩa. Các bạn mang quán cà phê thì mà xin cho em xin cốc nước cắm này vào là có thể chiến được em, tại vì nó chỉ cần 24W, không cần nguồn quá cao. Còn các bạn có thể xin thêm đá ở quán cà phê cho vào thì nó đóng bằng về ngưỡng là 24 độ luôn. Đây là một tấm cực kỳ xuất sắc luôn.